Nào, chúng ta chuẩn bị. Hello mọi người, đây là những cái tổng hợp thú vị về cái chuyến đi bờ của mình. Để được đi bờ như thế này thì đầu tiên bạn phải có một cái giấy gọi là Landing Permit, được chính quyền cảng cấp cho. Và thứ hai là bạn phải được sự đồng ý của thuyền trưởng và máy trưởng nếu bạn là người thuộc bộ phận của máy. Hi, this is Philippines. Yes. Welcome to the Philippines, first engineer and from Vietnam and Japanese. And this is the chief engineer. Yes. Welcome to Philippines, province of Batangas. Yes. People very enjoy doing this. Thank you, sir. Agent very good. Yes. Very kind, agent. Yes. Đây là top 2 của tàu. Thuyền trưởng và máy trưởng, họ thì rất là vui tính và hòa đồng. Còn phía bên tay trái của mình là cadet, cũng rất là trẻ, năm nay chỉ mới có 21 tuổi. Còn gọi là top 4 là gồm thuyền trưởng, máy trưởng, đại phó và máy nhất. Đường xá ở Philippines thì gần giống như Việt Nam, cũng chẳng có khác biệt gì mấy. Tại vì đa số các nước Đông Nam Á thì cái đường xá và cái phương tiện giao thông nó cũng gần giống nhau. Và đặc biệt hơn ở đây sẽ có một loại xe ba bánh gọi là tricycle và một loại xe buýt rất là đặc biệt. Nó giống như xe lam của mình hồi xưa, nhưng nó được cải tăng hơn, nó dài hơn và chứa được nhiều người hơn. Còn về việc đội mũ bảo hiểm thì ở đây mình thấy không bắt buộc, bạn có thể đội hoặc là không, và cảnh sát thì sẽ không có bắt bạn về cái vấn đề đội mũ bảo hiểm. Hôm nay là ngày cuối tuần nên có nhiều phương tiện di chuyển, và trên cái đoạn đường mình đi tới cái siêu thị thì kẹt xe cũng hơi bị lâu. Tổng thời gian để đi từ tàu cho đến siêu thị đó là hơn 1 tiếng đồng hồ. Tuy khoảng cách nó cũng không xa mấy. Còn đây là cái lúc mà mình gần tới siêu thị nè. Cái xe hồi nãy mình giới thiệu giống như xe lam hồi xưa, nó vừa mới chạy qua. Cái siêu thị này thì rất là rộng luôn. Phía trước siêu thị thì có những cái trạm trung chuyển. Một bên là dành cho xe ba bánh gọi là tricycle, còn một bên là cho ô tô. Ở đây thì mình thấy đa số mọi người rất thích di chuyển bằng phương tiện xe ba bánh như thế này, vì nó vừa rẻ vừa tiết kiệm, lại chở được rất là nhiều người. Một chiếc xe như thế này có thể chở gần bằng như một chiếc ô tô 7 chỗ vậy đó, nên nó rất là phổ biến. Theo như mình được biết thì đây là một trong những chuỗi siêu thị nổi tiếng trên đất nước này. Sau khoảng thời gian chạy gần 1 giờ đồng hồ thì cuối cùng mình cũng được vào bên trong. Để đi vào bên trong thì bạn phải qua một cánh cổng như thế này, và họ sẽ khám xét bạn và ra xem, theo mình nghĩ thì là xem bạn có đem vũ khí hay là cái chất liệu nổ nào ảnh hưởng đến mọi người hay không. Nhìn thoáng qua mình cứ tưởng như là mình đang ở Việt Nam vậy đó. Nhìn giống y như, gần giống như người Việt của mình. Mình thấy người Đông Nam Á mình hao hao và giống nhau, không có nhiều khác biệt cho lắm. Ở siêu thị này thì sẽ có 2 tầng, và cái tầng trệt này sẽ buôn bán quần áo, quán ăn, mỹ phẩm. Và trong đây đặc biệt là sẽ có một cái khu vực vui chơi nhỏ nhỏ như thế này. Thank you.
husband. Khu vực ở tầng trên thì sẽ bán điện thoại, smartphone, máy ảnh, các thiết bị liên quan đến điện tử. Còn đây là cái supermarket. Nó giống như cái siêu thị Co-op của mình vậy đó. Trong đây nó sẽ bán đầy đủ mọi thứ, từ thức ăn, nước uống, trái cây, mỹ phẩm, đủ thứ bạn có thể lựa chọn. Và ở đây thì nó sẽ bán theo nhiều size và nhiều kích cỡ khác nhau. Giá thành thì theo mình thấy nó cũng tương đối, không mắc cũng không rẻ. Ở đây thì cũng có những quầy trái cây nhập khẩu, nhưng nó hơi mắc nên mọi người ít mua hơn là mua ở cái quầy local, cái quầy địa phương này, nó tương đối rẻ. Sau một ngày tham quan và mua sắm và trưng đi hết nổi thì tôi mới bắt đầu ghé vào để mua thức ăn. Đây là món Laurier. Món này thì sẽ có gà, cơm, mì và cái đó gọi là cái gì ta? Còn đây gọi là nước chanh. Nhưng trong nước chanh này nó sẽ có những cái hạt lựu. Rồi kế tiếp là món halau halau. Món này thì sẽ có một cục kem ở trên. Còn ở dưới thì nó giống như chè ở Việt Nam mình vậy đó. Ăn nó rất là ngọt luôn. Sau khi mua sắm thì mình sẽ đi qua phía kế bên để tham dự một ngày lễ ở đây, một buổi đi lễ ở đây, một nhà thờ rất là lớn và rất là đông người tham dự. Bây giờ là lúc chuẩn bị về nhà và trải nghiệm chiếc xe mình đã giới thiệu lúc đầu, tricycle, chiếc xe nổi tiếng ở nơi đây. Bạn nhìn nè, đây là hai người. Rồi phía bên ngoài sẽ có hai người nữa. Này, anh tài xế và mình nữa, là tổng cộng 6 người sẽ ngồi trên chiếc xe nhỏ như thế này. 3 người sẽ ngồi trong cái cabin nhỏ này, còn 3 người sẽ ngồi bên chiếc xe máy bên kia. Và những cái vật dụng cá nhân mà mua thì sẽ được treo ở phía sau. Đây là cái khúc mà chuẩn bị rời khỏi khu vực siêu thị mua sắm, trên đường trở về nhà. Trên đường trở về thì cũng rất là lâu, tại vì kẹt xe. Trong chuyến đi về này thì bắt gặp một đoàn xe đạp. Đây là khung cảnh buổi chiều bình yên ở nơi đây. Sau khi về tới cảng, làm thủ tục nhập cảng thì tụi mình sẽ chuyển sang một chiếc xe khác, sẽ đưa từ cổng vào đến tàu. Sau đây là phía bên trong của cái cảng. Ở đây thì hình như là bãi xe ô tô, có rất nhiều loại xe ô tô khác nhau đến từ nhiều thương hiệu khác nhau, như Mazda của Nhật, Toyota, Ford của Mỹ hay là BMW, Lexus, rất nhiều loại xe khác nhau. Và để ngoài nắng ngoài mưa như thế này. Và tổng chi phí cho chuyến đi bằng phương tiện này là hết 80 đô, khoảng 2 triệu Việt Nam đồng. Ngoài cái chi phí tiền xe thì tụi mình còn tiếp thêm, tức là bo thêm, nên nó mới hơi cao như vậy, chứ bình thường thì nó sẽ không có cao như vậy đâu. Đây là quá trình cẩu một cái thiết bị từ dưới hầm hàng qua một cái phà kế bên. Với mỗi cái cẩu như thế này là
có thể cẩu 37 tấn. Và bạn thấy đó, cái thiết bị này thì rất là nặng nên phải dùng đến hai cẩu, và tổng trọng lượng nó cẩu là khoảng 74 tấn. Theo mình nghĩ thì kỳ thì cái thiết bị này nó cũng rơi vào khoảng hơn 60 tấn. Hãy đón xem video tiếp theo của mình về công việc làm thêm và kiếm thêm thu nhập trên tàu nha.